Chào các bạn. Hôm nay là bắt đầu nóng lên thật sự rồi ha. Mùa mùa hè tới rồi chứ không phải mùa xuân. Dự định quay video toàn viện cái vườn cho mọi người coi, nhưng mà hôm nay bận quá. Hôm nay Vũ xuống cái cây sa bù chè xuống dưới đất luôn rồi. Cho nên hai cây chứ hai ba cây xuống đất luôn rồi, cho nên mệt quá đuối. Chỉ muốn quay cho mọi người xem này, cái khế năm nay nè, rất là tốt ha. Cao to, cái tàn nó bự thiệt bự, nó quằn trái mà Vũ phải chống nè. Đó, phải chống cây là nó nặng quá. Đó, là trái quá trời trái luôn. Hôm bữa là hái mà thâu á. Hôm nay là bây giờ hái tiếp nè. Bữa nay hái được nhiều. Đó, bên này trái nữa. Trái mà một chùm mà cầu 30 trái gì vô một cái cành một thôi, cho nên rất là nặng. Qua trái quá trời trái luôn rồi nè. Trời ơi. Không. Trái xum xê luôn á. Hôm nay là Vũ sẽ hái bớt à. Nó bây giờ là mới có thành quả nè, 3 năm rồi, gần 3 năm. Đó, này là có thành quả rồi. Bây giờ mình hái mấy cái trái mà nó chín vàng đi ha. Mấy trái này là ngọt lắm nè. Đó, một. Bây giờ thì nó cũng hơi nhỏ nhỏ rồi. Nó một trái phần nhiều nó cũng nhỏ tại nó nắng lên á, thì nó mau chín lớn không kịp. Đó, trái này cái chơi hôm bữa đó mà cái đợt đầu á, khi mà mùa lạnh mới vừa qua mùa lạnh, đợt đầu nó bự gấp đôi cái này luôn á. Rồi thôi bây giờ để Vũ hái hết đi ha, rồi cho mọi người xem là có bao nhiêu nha. Rồi sơ sơ là được nhiêu nè, hái nhiều để ăn trước kìa, chứ để hái nhiều quá ăn không hết không kịp. Thấy bây giờ mùa này mùa xuân thì thường thường là nó ít bông nó ra, nhưng mà nó ít nè, nó ra lớt đớt cũng dài cái bông thôi, nhưng mà Vũ nghĩ là nó không đậu đâu, nóng lắm Vũ nghĩ là nó không đậu. Cái khế Arizona này nó chỉ nở ra bông nhiều và mùa pho mùa hạ thì nó mát xuống, bắt đầu lạnh thì nó mới đậu trái thôi. Giờ này cũng có bông đi chia cũng về cái quá trời trái luôn nè, thấy không? Có cái nhánh này nè, nó nặng nó quằn mà Vũ không biết nó có gãy không nữa, bởi Vũ tỉa bớt cái nhánh này nè, coi nào quá trời luôn nè, coi như trái. Rồi thôi để tuần sau tranh thủ Vũ sẽ quay hết vườn cho mọi người xem nha. Rồi bye bye.